Trong dòng chảy lịch sử, ngay từ thuở các vua hùng dựng nước, Thăng Long Hà Nội đã là nơi hội tụ các anh hùng hào kiệt được nhân dân tôn kính, nhân cách hóa thành những bậc thánh. Hào khí anh hùng đất Việt đã tích tụ thành cốt cách khí phách Thăng Long Hà Nội, thành biểu tượng của dân tộc, là niềm tự hào mãi trường tồn và tạo nên cảm xúc thăng hoa cho thủ đô Hà Nội ngàn năm. Ôi kinh thành ngàn năm, qua nắng mưa thời gian, qua bão sông đàn bom đạn bom. Trăm miền về đây hội tụ, ngàn năm về đây hội ngộ. Khí phách cha ông hồn thiêng sông núi, khát vọng bao đời gửi gắm đó Thăng Long.